Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và đặc biệt hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi xem qua những cái sự kiện hiện nay đang diễn tiến ở tại Thượng viện và đặc biệt là qua Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Điều mà chúng ta nói đến thì những cái sự việc ngày hôm nay sẽ đem lại cái kết quả như thế nào? Thì chắc theo lời luật sư Lân cũng giống như anh Phát Bùi thì cho thấy rõ ràng là một cái nền dân chủ tự do và mọi người đều theo dõi những cái diễn biến và người ta quan tâm đến những cái chức vụ mà phải cần có những sự đồng ý của những người đại diện, dù những người dân ở đây, để xem cái hạnh kiểm của họ, cái tài năng, không ngoài những cái tài năng hạnh kiểm và tất cả những cái gọi là cái đạo đức, phải không thưa luật sư, để quyết định vào cái chức vụ thẩm phán của tất cả pháp viện. Thế thì thưa quý vị, ngày mai sau cái cuộc gọi là hearing ngày hôm nay thì Ủy ban Tư pháp Thượng viện họ sẽ làm cái gì? Tôi nghĩ là Ủy ban Tư pháp Thượng viện họ sẽ bỏ phiếu, Bằng mà bỏ cái phiếu. phiếu họ sẽ bỏ dọc theo cái đường rằng ranh của cái giữa hai đảng với nhau. Người theo đảng nào thì bỏ đó. Đây là cái trò chơi chính trị, một cái mục tiêu chính trị, cho nên họ không thể nào dựa trên cái luân lý đạo đức, cái tư tưởng của họ được, thành là họ sống chết họ phải dựa trên cái đảng phái của họ. Thế thưa anh Phát, ngày mai Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ làm cái gì? Chắc chắn là họ sẽ bỏ phiếu và toàn thể quý vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu yes, và toàn thể các thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu no. Và cái việc mà coi như là đề cử ông Kavanaugh sẽ được đưa ra để mà sàng thượng viện sẽ quyết định. Vâng. Và tôi nghĩ họ sẽ quyết định trong cái cuối tuần này. Kính thưa quý vị, theo cái nghị trình đưa ra thì Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ quyết định xem cái cuộc đề cử, việc đề cử ông Brett Kavanaugh có được tiến triển hay không, hay là phải ngưng lại ở Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Thì quý vị biết rằng hiện nay Ủy ban Tư pháp Thượng viện bao gồm 11 vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và 10 vị của Thượng đảng Dân chủ, và nếu không có cái gì trở ngại thì ngày mai Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ tổ chức cuộc bầu cử trong nội bộ Ủy ban Tư pháp và đạt được cái con số là sẽ đưa ông Brett Kavanaugh ra ủy ban trước cái sàn Thượng viện để bầu xem liệu ông có được đề cử vào chức vụ thẩm phán tối cao pháp viện hay là không. Thế thứ hai quý vị, rằng liệu Đảng Cộng hòa có làm tròn cái nhiệm vụ để đưa ông Brett Kavanaugh đi vào cái chức vụ thẩm phán tối cao pháp viện, vì hiện nay thì cho thấy 49 vị thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ hình như chung lòng chung sức với nhau để quyết định là loại bỏ ông Brett Kavanaugh ra làm cái chức vụ thẩm phán tối cao pháp viện, thì cái tiến Phải nói trình như thứ thế nhất là nào? tôi không thấy một vị thượng nghị sĩ dân chủ nào mà có thể bầu hỗ trợ trong Kavanaugh được. Thế thì Đó là chuyện họ thứ nhất nhất. định. Dạ, đúng rồi. Chỉ có vấn đề đặt ra là hai hoặc ba thượng nghị sĩ phía Cộng hòa Dạ. họ có chịu just bỏ làn danh của đảng để mà bỏ viên kia, thì cái đó là cái sự quan tâm của Đảng Cộng hòa thôi. Họ đang nhắm vào hai hay ba vị thượng nghị sĩ đó mà thôi. Thế thưa anh Phát Bùi, nghĩ như thế nào anh Phát Bùi? Cũng đúng như vậy, thì cái điều này tất cả những người mà theo dõi chính trị cũng thấy rằng chỉ có số ba bốn người đó thôi, và trong ba bốn người đó tôi nghĩ rằng là không phải là cả bốn người đó sẽ bỏ phiếu no cho ông Kavanaugh, mà có thể có hai hoặc ba người sẽ bỏ phiếu phiếu no. Và nếu mà có hai người bỏ phiếu no không đó, thì ông Kavanaugh cũng sẽ được coi như là chính thức trở thành thẩm phán tối cao, là bởi vì khi đó là sẽ có 50-50, và khi 50-50 như vậy thì là ông Mike Pence, ông phó tổng thống Hoa Kỳ, sẽ là cái người cái lá phiếu quyết định, và chắc chắn là ông Mike Pence sẽ bỏ phiếu yes. Nhưng mà thưa quý vị, một cái Ủy ban Tư pháp Thượng viện gồm những cái thành phần gọi là ưu tú về pháp luật của Đảng Cộng hòa, họ không nhắm được đưa ra Thượng viện bầu để chuốc lấy thất bại, có khi nào họ làm như vậy không? Thì chắc chắn họ nghĩ rằng khi đưa ra trước sàn Thượng viện để bầu thì phần thắng phải thuộc về họ. Cái điều đó quý luật sư có đồng ý với tôi Đúng là như vậy, họ phải dò cản không? trước, Bằng mọi họ cách. phải thăm dò, chỉ họ hiện nay đang đáp được hai ba người đó thôi, họ chỉ cần dò ý cái đó thì đương nhiên họ sẽ biết trước cái chuyện đó, Vâng. họ có thể đình trệ cái bỏ phiếu này đó nếu mà họ không chắc ăn cái này đó. Mà đương nhiên nên nhớ rằng có hai ba người bị Đảng Cộng hòa như vậy, nhưng mà cũng có vài người bên phía dân chủ, họ họ nằm trong cái vùng được 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 hậu thuẫn chung với tổng thống Donald Trump.
Thành ra họ cũng rất là sợ cho cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 này. Cho nên có thể một hai người bên phía đảng Dân Chủ họ lo sống chết cái chuyện của họ bên cái vùng mà được bao vây bởi cái hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump. Cho nên rất có thể là họ bù qua bù lại. Thì cái quan điểm của anh Lân nói nó rất là chính xác, là bởi vì chúng ta coi nhớ lại cái lúc mà ông Clarence Thomas cũng xảy ra cái sự việc như vậy, khi mà bà Anita Hill là cái người cáo buộc là ông đã tấn công tình dục bà. Thì lúc đó cũng có hai người của đảng Cộng Hòa xé rào chạy qua bỏ phiếu no cho ông Clarence, và có khoảng, tôi nếu nhớ không lầm, khoảng 4-5 người của đảng Dân Chủ xé rào bỏ phiếu yes cho ông Clarence Thomas. Thì cái trường hợp này nó cũng có thể xảy ra như vậy. Thành thử ra điều đó chúng ta khó biết được. Thưa anh Pháp, tôi nghĩ rằng những cái sự kiện vào năm 1991 đến bây giờ cái sự kiện năm 2018 khó có những cái gọi là giống nhau để đi đến cái kết quả. Việc trước tiên là quý vị, tôi muốn đưa ra cái vấn đề này để quý vị có những cái lời nhận xét. Khi mà Ủy ban Tư pháp Thượng viện đưa ra trước sàn Thượng viện để đi đến một cái gọi là bầu liệu có đủ cái túc số để đề cử ông Brett Kavanaugh, thì tôi nghĩ rằng đảng Cộng Hòa không có để lỡ cái cơ hội này. Vì nếu mà lúc này mà đảng Cộng Hòa thua thì toàn bộ tất cả những cái cuộc tranh cử tại Hạ viện và Thượng viện đều phải chuốc lấy thất bại. Đồng ý mà, với anh là không có cuộc tranh cử nào, không có một cái vấn đề nào nó giống như vấn đề nào và thời điểm nào giống thời điểm nào. Yeah. Tuy nhiên cái điểm quan trọng chúng ta thấy đây là đảng Cộng Hòa thấy rằng họ không còn cái sự chọn lựa nào hết. Họ phải thúc đẩy cái việc này ra Ủy ban Tư pháp của Thượng viện. Và sau khi họ thúc đẩy ra rồi đó thì họ phải tìm cách đưa cái việc này ra sàn Thượng viện càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên họ có thể đưa ra thứ bảy này hoặc chủ nhật hoặc thứ hai, nhưng mà cái ngày nào mà họ chưa có được cái nắm chắc cái lá phiếu trong tay thì họ sẽ trì hoãn cái việc bỏ phiếu ra lại. Tôi cũng nghĩ như vậy. Kính thưa quý vị, như anh Phát Bùi đã đưa ra một cái nhận định là hiện nay cái túc số 51 và 49 gồm có 51 vị của đảng Cộng Hòa và 49 đảng vị của đảng Dân Chủ. Mặc dù ông John McCain đã ra đi, nhưng thống đốc của tiểu bang Arizona đã bổ nhiệm một người vào ghế trống của thượng sĩ John McCain. Bởi thế, nếu cái cuộc mà gọi là bỏ phiếu tại sàn Thượng viện mà nếu ông Brett Kavanaugh không được đề cử, phải đi đến một con số là 3 vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống và tất cả các 49 vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ bầu phiếu không bằng lòng ở chức vụ tối cao pháp viện, thẩm phán tối cao pháp viện cho ông Kavanaugh. Nhưng kính thưa quý vị, nếu 2 vị bầu chống thì điều đó có nghĩa rằng là cái cân bằng với nhau 49-49, và lúc đó thì sẽ chờ cái phiếu quyết định của Phó Tổng thống Mike Pence với tư cách là Chủ tịch Thượng viện. Nhưng mà tất cả mọi người đều, tất cả những nhà bình luận đều cho rằng có thể là ông Brett Kavanaugh sẽ trở thành vị thẩm phán thứ 9 của tối cao pháp viện. Luật sư Linh nghĩ cái điều đó có thể xảy ra không thưa luật sư? Tôi nghĩ ông sẽ được công nhận, được confirm là chánh án tố cáo của pháp viện trong qua cuộc bầu cử này. Thế thưa anh Pháp thì nghĩ sao? Theo cái tình hình bây giờ thì tôi nghĩ rằng là ông Kavanaugh có lẽ là sẽ được trở thành vị thẩm phán tối cao. Tuy nhiên nó cũng còn có những cái điều mà chúng ta không thể nói một cách chắc chắn như vậy được. Vâng, thì lẽ nhiên là chẳng có gì chắc chắn đâu thưa quý vị. Nhưng mà qua những cái sự kiện thì chúng ta có thể nhìn thấy có một vài cái khía cạnh để chúng ta có một cái căn bản để nhận định về những sự kiện tương lai ở tối cao pháp viện sau vào trong tuần lễ tới đây. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua buổi tuần vấn đề, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giờ lát.